xuất từ Pháp vào năm 1840. Và cái thành phần em giới thiệu sơ qua về cái thành phần của cái bình xi phong này á, nó sẽ gồm có một cái giá đỡ này, một cái bình trụ thủy tinh để đựng nước cốt cà phê khi mình chiết xuất xuống. Đây gọi là một cái bình trụ ở trên. Và cái này cũng không, một dụng cụ không thể thiếu đó là cái màng để lạnh. Và một cái đèn cột để chúng ta gia giảm cái lượng nhiệt khi mà chúng ta đun. Và việc đầu tiên của chúng ta cũng sẽ tiến hành tráng bình. Vẫn phải làm một động tác là tráng cái bình cho thật sạch trước khi chúng ta pha chế. À, trước sau là những bột đó không? Phải tráng bình cả nhà. Phải tráng bình đó là bất kỳ bất dịch đó. Không bỏ qua công đoạn này được. Bắt buộc nha, đây là bắt buộc. Cái phương pháp này còn gọi là phương pháp thẩm thấu nước. Và lý do vì sao thẩm thấu nước thì các bạn sẽ biết khác. Phương pháp này là thẩm thấu nước chứ ạ. Trước tiên thì chúng ta sẽ đổ một lượng nước là 200 ml nước để chúng ta đun. Vì chúng thời gian có hạn nên em sẽ dùng nước sôi luôn để tiết kiệm được cái thời gian của chúng ta. Cùng với em bọc rồi anh ơi. Em sẽ giới thiệu sơ qua về cái nguyên lý hoạt động của chúng ta. Khi mà chúng ta đốt ở dưới thì chúng ta sẽ làm cho cái lượng nước ở bên trong bình nó sẽ nóng lên. Nóng lên thì khi mà cái nhiệt độ trong bình nóng lên thì cái áp suất nó sẽ tăng lên. Và khi mà cái áp suất nó tăng lên, nó vượt ngưỡng so với cái áp suất của khí quyển bên ngoài á, thì cái áp suất nó sẽ đẩy cái hơi nước lên trên này. Lên trên này xong, sau đó thì mình sẽ tiến hành mình bỏ cà phê vô trong này, mình khuấy khuấy đều. Và khi mình giảm cái lượng nhiệt ở dưới bằng cách là chúng ta rút cái đèn cồn ra, thì lúc này cái áp suất ở trong bình nó sẽ giảm xuống do cái lượng nhiệt chúng ta giảm. Thì lúc đó nó sẽ thẩm thấu ngược trở lại, ngược và cái lượng nước sẽ được dâng lên. Lượng nước chúng ta sẽ, lượng cà phê chúng ta sẽ rớt xuống này và cái bã sẽ được chặn lại bởi cái màng giải lọc này. Thì đó gọi là phương pháp thẩm thấu ngược, nghĩa là chúng ta gia giảm lượng nhiệt độ và thay đổi áp suất thì nó sẽ hình thành lên cái phương pháp này. Các bạn đợi ha, các bạn đợi sẽ thấy. Có thể gọi cái phương pháp này là như là một cái thí nghiệm hóa học rất là hay. Và cái cà mà để chúng ta dùng ở đây cũng là một dòng cà Arabica cầu đất, đã gọi là chuyên sâu. Thì đấy, các bạn để ý này, khi mà nhiệt độ ở bên trong nó cao thì áp suất nó cao, nó vượt ngưỡng so với áp suất của khí quyển thì nó sẽ đẩy cái hơi nước lên trên. Chúng ta để ý thôi. Lúc này nó đang dâng nước lên đó. Chỉnh che gió đi. Sau khi mà nó sôi thì mình sẽ tiến hành mình cho cà phê vào ha. Và mình sẽ ủ tầm cỡ 60 phút. Chúng ta sẽ khuấy đều, khuấy nhẹ. Khuấy nhẹ để cho cà phê chúng ta có thể thẩm thấu được hết. Các bạn có cảm nhận được mùi hương không ạ? Rất là thơm. Nghẹt mũi mất rồi. Chui rồi, hôm nay nghẹt mũi. Các bạn để ý nhé, mình sẽ rút đèn cồn ra và giảm cái lượng nhiệt này. Các bạn để ý này, nước bắt đầu thẩm thấu ngược trở lại. Bã sẽ được dựng lại bên trên.
Và đây là một phương pháp pha chế chuyên sâu nên chúng ta cũng sẽ tiến hành bắt bình. Mọi người nhớ cảm nhận ha. Cho xin cảm nhận nha. Mọi người nhớ nhắm mắt lại và nhắm mắt lại tầm cộng đó. Thử đi. Em bé. Thử đi con.